Thank you.
Thank you.
ăn nha. Nên mình làm được hai cây ha, vải thiều, chặt phi hổ. Phi hổ mà làm cái mình lán thì làm thường xuyên rồi ha, nó cũng chán ha. Lâu lâu cái mình chế kiểu mình làm thành cái tổ ong ha, cho là lạ mắt ha. Phi hổ tổ ong. Trời tám nha các bạn. Chặt 8 mà nhìn nó gọn, nó như cái chặt 7 nha các bạn. Nhìn rất gọn ha. Rất là êm tai ha. Cái này chặt 8 luôn nha. Làm được hai cây này thôi đó. Mình test cái này nha. Bìa 3 cm ha. Ok ha các bạn ha. Chặt 8. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ like và chia sẻ nha, ủng hộ kênh ha.